Thưa quý vị, 12 căn biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang xây vượt tầng sai quy hoạch để chính quyền thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa sẽ cưỡng chế tháo dỡ trong tháng 9 và tháng 10 tới. Thành phố Nha Trang sẽ ứng kinh phí tháo dỡ sau đó thu hồi từ chủ công trình. Nếu chủ nhà không chấp hành sẽ bị phong tỏa tài khoản lô đất ngừng giao dịch. Theo quy hoạch, khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang ở núi Chuột, phường Vĩnh Trường do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thiên Nhân 2 làm chủ đầu tư, có 69 lô biệt thự, mật độ xây dựng từ 40 đến 60%, được xây từ 1 đến 3 tầng. Tuy nhiên, khi chính quyền vào cuộc kiểm tra, phát hiện có 15 công trình tại đây đã xây sai quy định, trong đó có công trình xây đến 8 tầng, mật độ xây dựng 100% năm 2021, tỉnh Khánh Hòa ban hành 15 quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ phần công trình sai phạm tại dự án. Sau đó, cơ quan nhà nước phải tổ chức đấu thầu, thuê đơn vị tư vấn, lập phương án tháo dỡ, thuê đơn vị thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm. Việc tháo dỡ công trình vi phạm thực hiện từ cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chỉ xử lý được 3 công trình.